trăng lạnh, kỳ trăng tròn cuối cùng của năm 2023 sẽ mọc vào ngày 26 tháng 12 và lên cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên bầu trời đêm. Kỳ trăng này cũng sẽ xuất hiện tròn nhất vào ngày 27 tháng 12. Trăng tròn cuối cùng của năm 2023 và là kỳ trăng tròn đầu tiên của mùa đông xuất hiện sau Giáng sinh. Trăng tròn sẽ được nhìn thấy rõ nhất từ phía đông. Nó sẽ được xuất hiện trong chòm sao song tử. Trăng lạnh sẽ là trăng tròn đầu tiên kể từ ngày đông chí ở bán cầu Bắc vào ngày 22 tháng 12. Nó sẽ đối diện với mặt trời trên bầu trời, nhưng trong tháng này nó cũng sẽ phản chiếu đường đi của mặt trời trên bầu trời. Ở phía Bắc bán cầu, trăng tròn đang ở mức cao nhất. Mặt trăng cũng sẽ sáng và tròn vào ngày 25 và ngày 27 tháng 12. Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai muốn thử một ống nhòm mới hoặc có một chiếc chính thiên văn mới đây mà.